Chào anh chị, em mở đá quý cao cấp Tai Game. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số viên đá Sapphire và lục báo. Video này em gửi đến cho anh Hùng. Anh Hùng muốn tham khảo một số viên đá màu xanh hàng cao cấp. Thì trên tay em một hàng viên Sapphire xanh, màu xanh lá này, một viên oval gần vuông. Theo cầu của anh Hùng thì anh muốn làm chiếc nhẫn nam mà sử dụng đá màu xanh lá hàng cao cấp, thì bên em giới thiệu cho anh một số viên là sapphire và ngọc lục bảo hàng chất lượng cao cấp. Trên tay em một viên nó rất đẹp này, một viên em phù hợp với nhẫn nam form đá to. Đây anh thấy này, chất đá này, độ tinh sạch cao này, màu đẹp đều xanh thuần nhé. Đây em có phỏng nhận mẫu đây, phỏng nhận mẫu đây, em có thể lên nhận cho anh xem này. Đấy, rất phù hợp phỏng nhận đá màu vàng nhé. Đấy, rất đẹp anh chị này. Mặt vuông đá trong tinh khiết. Anh chị yêu thích viên này báo em nhé. Tiếp theo trên tay em cũng một viên sapphire cỡ lớn mặt to, màu này màu phúc lộc thọ anh chị ạ. Có chút ánh vàng này, có chút ánh xanh này và có chút ánh xanh dương anh nhé. Đấy, màu này màu phúc lộc thọ, form đá to lên nhận form nhẫn đây. Anh chị thấy này, đá sáng trong, phòng đá lớn đi nhé, phù hợp. Đó, anh chị thích cái này báo em nhé. Tiếp theo trên tay em còn một viên cũng rất đẹp này. Anh chị thấy cái màu rất là lanh, lửa rất cao, màu phúc lục thọ, xanh ánh vàng. Đây em lên vào phòng nhận đây. Đấy, cũng là một sự lựa chọn dành cho anh Hùng nhé. Viên rất lanh, lửa rất mạnh, để không nó cũng rất là sáng này. À, độ tinh khiết cao. Bên này rất đẹp anh chị ạ. Bên này thì em ra giá là 33 triệu nhé. Tiếp theo một viên cũng màu phúc lục thọ, sapphire xanh ánh vàng. Chị thấy độ lanh của nó rất cao này, đáy khá sâu. Đây em lên phòng nhẫn nhé. Anh chị thấy là rất rất nổi này. Bên này thì mã là 6491 này, bên em giao giá 53 triệu 550 nghìn. Tiếp theo trên tay em có một viên màu xanh sapphire xanh, xanh lá. Màu xanh này muốn em gọi là màu xanh dầu gió ấy chị nhé, xanh đậm dầu gió này. Đó. Lên form nhận này, chị ra cũng rất đẹp. Bên này thì mã là 6490, bên em ra giá 53 triệu 550 nghìn. Tiếp theo trên tay em một viên cũng rất là đẹp. Viên này tuyệt vời đấy, cũng là sự chọn cho anh Hùng nhé. Xanh phúc lộc thọ này, màu xanh lá là chủ đạo. Đây là nhẫn này, chị là nhẫn này, rất là đẹp luôn này. Nổi viên đá luôn, kết hợp với ánh sáng của vàng, viên đá rất nổi này, rất đẹp anh chị này. Đây là sự lựa chọn của anh nhé, sự lựa chọn đẹp. Bên này mã là 6488 đấy, bên em ra giá là 66 triệu 300 nhé. Tiếp theo giới thiệu cho thêm cho anh Hùng và quý anh chị một số viên màu lục bảo. Trên tay em một viên hành chữ nhật cắt giác emerald lục bảo, hành chữ nhật hoàn toàn anh chị nhé.
Đấy, màu xanh xanh táo này. Đây em lên form cho anh chị xem. Đấy, đất sang nổi luôn. Bên này thì bên em ra giá là 30 triệu nhé. Tiếp theo cũng là đồng viên ngọc bảo này. Bên này được bên em cắt giác, ô văn cắt giác nhé. Chất đá trong. Trong luôn anh chị này, nhìn em lên phong bên chị thế này. Viên đá rất là nổi, sang trọng. Cái dòng Emerald nó sang trọng đẳng cấp. Anh chị thích viên này báo em nhé, chụp ảnh này mà báo em nhé, bọn em sẽ lên giá cho anh chị. Tiếp theo là một số viên nữa, một số ô văn cắt giác này, nhưng viên này rất là trong này, đấy. Trong to này, đấy. Chị có thể tham khảo nhé. Anh chị có thể làm nhẫn nam nhẫn nữ mặt dây lắc tay để trên viên đá này rất là đẹp nhé. Emerald rất trong. Đây ô văn nữa. Form mũ nhỏ có thể anh chị có thể làm nhẫn nhẫn nữ nhé, mặt dây cũng rất là đẹp, sang trọng. Đây một số viên emerald chữ nhật này, một xanh táo này, xanh đậm này để làm nhẫn nam nhé. Anh chị ưng ý cái viên đá nào thì báo em chụp ảnh, em sẽ quay riêng cho anh chị nhé, để chị trực quan hơn. Anh chị xem tham khảo giúp em.